Rồi, hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của shop hàng đã qua sử dụng. Đây đều là số điện thoại của bên mình 0384169979. Rồi, hôm nay mình sẽ làm một cái video để mình hướng dẫn mấy bạn là kiểm tra cái switch PoE, ha. Ở đây trên tay của mình là mình đang cầm một cái con switch PoE của hãng Dahua. À, đây, đây switch PoE của hãng Dahua. À, thì lý do hôm nay mình có một cái video để mình hướng dẫn mấy bạn là test cái switch này và những cái switch PoE khác. Thì tối hôm qua tầm khoảng là 10 giờ mấy á, thì có một bạn gọi điện hỏi cho mình, nhắn tin trên fanpage á. Thì fanpage của mình á, thì mình để cho nó vui vậy thôi chứ mình không có thường trực trên fanpage. À, khi mấy bạn mà IP trên fanpage thì nó sẽ có một cái câu trả lời tự động là vui lòng gọi điện theo số điện thoại để được hỗ trợ tốt nhất. Thì mấy bạn cứ gọi theo cái số điện thoại đó là mình ok, mình trả lời hết ha. Rồi, thì cái tình trạng của bạn đó gặp tối hôm, bạn nói là mà bạn nói lắp bắp nghe mình cũng chán lắm, thấy không? Nó là ở nhà bạn, bạn có một cái switch switch của hãng Ecavision. Nhưng mà khi cắm nguồn lên á, thì bình thường á, cái switch của mình á, thì khi mình cắm nguồn lên á là nó sẽ có một cái đèn nguồn, và trên những cái bọt PoE này này nó sẽ có hai cái đèn. À, trên bọt PoE nó có hai đèn, một cái đèn gọi là một cái đèn link, đúng không, mấy bạn nhìn thấy không, đèn link, và đèn thứ hai là đèn PoE. Thì cái đèn ắt link và đèn PoE đó, khi mà mình cắm nguồn lên á thì nó sẽ khởi động những cái đèn này lên. Và trên cái cổng mà up link này đó, up link này mấy bạn thấy cổng up link không? Rồi, mình chỉ luôn là trên cái switch của mình á, là những cái bọt nào mà nó ghi chữ PoE, chữ PoE thì nó sẽ là cấp data và tín hiệu nguồn 50 mấy volt, 48 đến 57 volt ha. Còn cái cổng nào nó ghi chữ uplink là cái cổng này là nó nhận tín hiệu vào nha. Nhận tín hiệu vào tức là mình sẽ cắm một sợi dây LAN từ trên cục modem hoặc trên switch vô trong này để mình link, để mình link link tín hiệu data đó. Để mấy bạn, có nhiều bạn là không nắm được cái thiết bị của mình là đâu là cái cổng uplink. Mình hỏi là tối hôm mình hỏi bạn là cái switch có cổng uplink không, bạn nói em cũng không biết nữa anh. Không biết mà ông dám đụng vô cái hệ thống mạng của người ta, ông gà mờ quá vậy, đúng không? Mấy cái hệ thống mạng này á, bây giờ cái switch này là mình switch thường này, bây giờ nó có thêm những cái switch giống như là switch core hoặc là switch layer 2, layer 3 á. Thì trên cái switch đó nó có cái cổng gọi là console. À, rồi nó có thêm một cái nút reset nữa, là cái switch đó là nó cài đặt nha. Cài đặt mỗi cái cổng này này, mình cài đặt được những mỗi cái cổng này mà mình phân quyền trên mỗi cái cổng này luôn. Nó đẳng cấp nó nằm ở trên đó đó, phải không? Còn mấy cái switch này là switch bình thường cắm vô chạy, phải không, cắm vô chạy đó. Thì cái tình hình của mấy bạn thì tình hình của các bạn tối hôm là cắm nguồn lên là nó chỉ có đèn nguồn và những cái cổng PoE này nó không khởi động. À, không khởi động gì hết. Thì mình mới nói là có khả năng là cái switch nó bị hư rồi. Thì bạn đó, bạn kêu là bạn coi được cái video clip của mình á, hướng dẫn sửa chữa cái switch á. Ê, bạn nói là có khả năng nó hư hai con tụ ở trong switch này không? Thì mình cũng không biết. Tại vì cái switch của HIK nó sẽ khác với cái switch của thằng Dahua. À, phải tháo cái switch này ra. Mình quan sát linh kiện coi thử là con nào chết trong đó. À, tại hôm trước mình có làm một cái video mình hướng dẫn là sửa chữa cái switch này rồi. À, nó bị phù hai con tụ. À, thay hai con tụ đó là nó được rồi. Thì nhiều cái switch nó không bị tụ mà nó bị chết bọt, nó bị tùm lum, nó bị chết CPU tùm lum á, mình không biết được, phải tháo ra kiểm tra linh kiện. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn là kiểm tra một cái switch nó là còn tốt hay là nó đã hỏng. Rồi, khi một cái switch mấy bạn muốn kiểm tra nó, thứ nhất là mình phải có một cái cục nguồn nó, đúng không? Thì thường thường cái switch switch PoE thì thường thường cái nguồn của nó, cái đầu ra của nó là thường thường nó output input, đúng không? Output là từ 51 V, 5 V ha, như cục mình 51 V này. Rồi, các bạn cắm điện vô rồi
trên cái switch của mình nó sẽ có một cái cổng, cổng nguồn đây. Rồi mấy bạn cắm nguồn vô, rồi mấy bạn quan sát trên cái đèn, quan sát cái đèn ha. Khi mấy bạn cắm nguồn lên thì những cái đèn trên cái bọt PoE và bọt uplink nó sẽ khởi động, nó sẽ sáng đèn hết, rồi xong nó tắt. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện, cắm điện cho mấy bạn coi ha. Có một tay nên là mình làm cái này nó hơi ấy ha. Rồi đó, mấy bạn thấy không? Đó, cái uplink nè, nó sáng cái nút gọi là đèn power này. Đó, rồi những cái đèn mà đèn PoE kia nó chớp lên phát là nó tắt luôn. Đó, bây giờ mình sẽ rút điện ra cắm lại cho mấy bạn coi ha. Đó, rồi mình rút điện ra này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện lại này. Đó, nó chớp lên cái rồi xong nó tắt. Đó là switch bình thường ha. Rồi, đó là một cách kiểm tra đầu tiên. Cách kiểm tra thứ hai là mấy bạn phải có một cái camera hỗ trợ tính năng PoE. Phải có một cái camera hỗ trợ cái tính năng PoE nha, chứ không phải camera thường gắn vô cái switch này là nó hư camera nha. Đó, camera thường, camera không hỗ trợ tính năng PoE mà gắn vô là nó hư nha. Đây. Ở đây mình có một cái camera thường, camera này không hỗ trợ tính năng PoE. Mình phải dùng cái trục, mình phải dùng cái cục gọi là chuyển PoE ha, chuyển PoE. Tức là cái cục này, cái đầu ra của nó sẽ có một cái sợi dây data và một cái sợi dây là 12V, 12V 1A cấp cho camera. Đó. Rồi cái đầu vào của nó sẽ lấy từ cái bọt của cái thằng PoE này vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắm luôn cho mấy bạn coi. Đó, bây giờ mình cắm luôn ha, cắm vô. Rồi cái đầu ra của cái sợi dây này mình sẽ cắm vô cái cục tắp PoE, ở đây mình gọi là cục tắp PoE ha. Đây mình sẽ cắm vô đây. Nhiều bạn bây giờ công nghệ PoE này nó phổ biến rồi, nên là cái như là camera là wifi đồ, nói chung là tất cả các thiết bị xài PoE hết ha, PoE hết. Đây mấy bạn thấy không, khi cắm nguồn vô thì nó sẽ sáng cái đèn màu vàng này. Điện áp từ cái cổng này qua bên này là từ 48 đến 57V và nó kèm theo cái data nữa. Qua cái cục này nó sẽ tách ra, đây là cái đường 12V và đây là cái data, data ha. Cái đường 12V mấy bạn có thể lấy đồng hồ VOM, mấy bạn đo nó đúng 12V. Rồi cái data này thì mấy bạn có thể cắm vô máy tính để mấy bạn kiểm tra, hoặc là mấy bạn có một cái camera. Rồi camera đây. Rồi mấy bạn sẽ kết nối 12 vô 12 á, data vô data. Data vô data, 12 vô 12 á. Đó, mình sẽ hướng dẫn mấy bạn là kiểm tra nó phải có đồ chơi rồi mới nói được chứ không có. Rồi. Cái đường này riêng là đường data nha. Data tức là nó chỉ truyền tín hiệu thôi, nó không có cấp nguồn nha. Rồi, cái đường thứ hai là cái đường mà tính cái đường gọi là 12V cấp nguồn cho camera. Đó, mấy bạn phải có, một là mấy bạn có camera hỗ trợ tính năng PoE luôn, còn hai là camera không hỗ trợ tính năng PoE thì mấy bạn phải xài cái cục chuyển như mình ha. Xài cục chuyển thì nó mới được, mình mới kiểm tra được ha. Mình cắm vô đây coi, làm một tay nó hơi chán mấy bạn. Rồi mình cắm vô, mấy bạn dòm này. Nếu mà nó có nguồn, nếu mà cái switch của mấy bạn hoạt động bình thường thì nó sẽ cấp nguồn ra đây 12V. Đấy, mấy bạn thấy trên cái đèn trên camera nó sáng màu đỏ không? Rồi. Còn cái tình trạng của các bạn hồi hôm gọi cho mình là bạn đó nói là bạn cắm một sợi dây từ cái switch này vô thẳng con camera nhưng mà camera không lên đèn. Thì có khả năng là nó có hai trường hợp. Thứ nhất là cái camera không hỗ trợ tính năng PoE. Thứ hai là cái bọt trên switch PoE này có khả năng là bị đứt rồi nên không có đèn đuốc gì hết. Nhưng mà cái khả năng là theo tình trạng của các bạn đó mô tả thì khi cắm nguồn lên là nó chỉ sáng cái đèn power, nó không có những cái đèn mà gọi là PoE nó không sáng. Mấy bạn thấy, mấy bạn nhiều dòm trên này nè. Đó, mấy bạn nhìn thấy là đèn link đã có tín hiệu, tức là đèn đèn link và ACT
có tín hiệu, tức là data có. Thứ hai là đèn BOE, BOE là đèn cấp nguồn á, có đúng không? Mấy bạn thấy những cái bọt khác không cắm dây vô nó không sáng đèn đó. Như vậy là ok đó, như vậy là ok, như vậy là cái bọt của mình ok rồi. Còn cái bọt uplink là mình sẽ cắm từ modem internet của mình vô trong đây, hoặc là mình cắm vô đầu ghi đó, để cho mấy bạn là rõ cái vấn đề. Nhiều bạn lơ mơ, giống như cái bạn tôi hôm mình hỏi là cắm đúng không, có chừng nhiều nhiều lúc cắm từ bọt uplink ra nó cũng không có nữa. Ví dụ như đây cắm qua uplink nó không cũng đâu sáng đèn, đúng không? Phải cắm đúng BOE ra rồi nó mới sáng đèn được. Bây giờ mình thử mấy bạn này, bây giờ mình cắm qua uplink này, cắm uplink, uplink đâu sáng đèn đâu, không sáng đèn đấy, không sáng đèn đúng không? Phải cắm đúng mà mới được. Đây uplink là chỉ nhận tín hiệu vô, còn cái BOE là đẩy tín hiệu ra, đẩy tín hiệu ra. Mấy bạn lơ tơ mơ đó, BOE là đẩy tín hiệu ra. Trên cái đường BOE này khi mấy bạn bình thường á, nó sẽ truyền tín hiệu là nguồn và data như nãy mình nói. Mà ví dụ mấy bạn mà có cái tật mà khi mấy bạn mà muốn cắt cái sợi dây này á, thì mấy bạn phải rút cái sợi dây từ trên cái switch BOE xuống, còn không mấy bạn lấy kéo mấy bạn cắt ngang là nó chập một phát là nó hư cái cổng này, hư cổng này và hư trên camera luôn nha. Có khả năng là nó như vậy, tại vì á sẽ có những cái switch BOE nó thông minh, switch BOE thông minh đó. Nó có một loại gọi là switch BOE thông minh, khi mấy bạn nó detect, nó có cái chế độ kiểm tra khi mà đường dây của mình nó bị chập, tức là nó sẽ ngắt nguồn luôn cái bọt này luôn. Khi nào mà cái đường dây thông lại thì nó sẽ cấp tín hiệu ra, cấp nguồn ra. Đấy gọi là BOE thông minh ha. Đó, nó gọi là BOE thông minh. Đó, mà đó là một cái nữa ha. Cái nữa. Rồi, nó có một mình sẵn đây mình nói luôn. Tức là nó có một cái loại switch BOE mà nó chỉ chạy là 4 4 4 4 sợi dây thôi. Tức là trên cái cổng len, trên cái sợi dây len này nó sẽ có là 8 sợi. 8 sợi ha. Nó sẽ có là 8 sợi. Mấy bạn thấy là 8 sợi không? Để mình lấy nét. Chán cái camera, chán cái điện thoại này ghê. Rồi mấy bạn thấy 8 sợi không? Thì nó bình thường á, tiêu chuẩn của người ta là nó sẽ chạy 8 sợi. 8 sợi. Nhưng mà có một số cái switch và một số cái camera nó chỉ chạy 4 sợi thôi. Tức là trên một sợi dây len này mấy bạn có thể đi được hai camera. Đi được hai camera. Còn đối với cái thằng này chỉ đi duy nhất một camera thôi. Với cái switch này chỉ đi duy nhất một cái camera thôi. Tại vì cái thằng này á là nó chạy là hết 8 sợi, tức là 4 sợi. 4 sợi là truyền data và 4 sợi truyền nguồn. Còn cái công nghệ BOE mà chuẩn BOE nó có hai chuẩn, chuẩn A và chuẩn B ha, chuẩn A và chuẩn B đó. Thì cái chuẩn mà nó truyền 4 sợi là chuẩn A, và chuẩn chuẩn nó truyền 8 sợi là chuẩn B. 4 sợi, sử dụng 4 sợi thì nó trộn cái tín hiệu data và nguồn trên bốn sợi cáp đó. Còn 8 sợi là nó sẽ tách ra là 4 sợi này là data và 4 sợi kia là nguồn tách biệt. Thì dĩ nhiên là 8 sợi nó sẽ đi xa hơn, nó sẽ đi được cái khoảng cách là 250 m so với cái thằng mà 4 sợi kia. 4 sợi kia thì mấy bạn đi khoảng cách là tầm khoảng 50 m đổ lại thì ok. Còn mấy bạn nó không không có đẩy lên được cái khoảng cách là 250 m đâu nha. Đó, cái đó là mình làm là mình có rồi ha. Đó, nên là mấy bạn lưu ý cái vấn đề. Khi bây giờ mấy bạn muốn biết cái vấn đề gì ấy, thì thứ nhất là mấy bạn lên Google mấy bạn tra. Hỏi BOE là BOE thông minh là nó như thế nào? BOE có mấy chuẩn không? Rồi BOE trên đó nó có cái thêm một cái gì nữa là chuẩn, gọi là cái chuẩn AT và chuẩn AF không? Rồi BOE cộng nữa đó, nó đùm tùm lum trên đó, nên là mấy bạn phải lên Google mấy bạn tra đó. Mình cũng gọi là lượm lặt thông tin từ trên Google thôi, chứ mình cũng chả có ai mà dạy dỗ cho mình hết trơn. Hồi lúc trước mình học thì lúc trước mình học là đâu có học cái ngành này đâu, đâu có học, đâu có đụng tới cái thiết bị mạng, đâu có đụng tới thiết bị camera. Mình học bên điện tử tin học mà,
học trung cấp nữa chứ, chứ không có cái bằng mà gọi là bằng cao đẳng, bằng đại học đấy. Nhưng mà sau này ra xin việc thì mình xin việc vô công ty thì nói chung là mình cũng gọi là cũng tò mò, cũng hay tò mò học hỏi, không lượm lặt kinh nghiệm, thích tìm hiểu, nên là bây giờ mình có cái kiến thức nó mình chia sẻ cho mấy bạn, không chứ thật sự nếu mà bây giờ mấy bạn nào mà muốn biết được những cái này á, thì một là mấy bạn đi học một cái khóa gọi là CCNA, tức là kỹ sư phần mềm, kỹ sư mạng á, còn MCSA mới là kỹ sư phần mềm của Microsoft, còn CCNA là kỹ sư mạng của thiết bị Cisco ha, thì mấy bạn sẽ hiểu. Nhưng mà nói thật sự những cái người nào mà làm IT á, IT mà chuyên á, thì họ mới học cái đó thôi. Còn ví dụ như mình làm mấy cái món ba dơ ba láp như vậy, camera, switch, đồ tào lao vậy, thì mình toàn học lỏm không, mình học có Google không, Google YouTube đồ không, chứ mình cũng cũng chả có là lấy, chả có cái gọi là học qua trường lớp gì trơn. Đó chủ yếu là mình va chạm, mình động, ví dụ mình đi mình thiết kế cho khách hàng một cái hệ thống camera, camera analog hoặc là camera IP nó như thế nào, tính băng thông nó như thế nào, mình tự mày mò, mình tự nghiên cứu không, chứ không có ông thầy nào dạy cho mình hết, chỉ có ông thầy Google với ông thầy YouTube với ông thầy mấy mấy trang mà bên nước ngoài là mình dùng Google dịch, mình dịch ra mình ấy thôi, dịch ra là mình nắm cái sơ bộ nó là mình làm thôi đó, chứ cũng chả có. Tại vì cái này nó thật sự nó gọi là nó cái gọi là trải nghiệm, kinh nghiệm và là trải nghiệm thực tế mới biết được. Còn nhiều 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 còn nhiều em á, nhiều bạn học trong trường nhưng mà ra chưa chắc đã làm được, chắc cú luôn thiệt. Bây giờ ông học cỡ nào ông ra ra đưa giờ vô khảo sát báo giá rồi, hệ thống camera làm sao biết được đúng không? Học kỹ sư mạng đâu luôn, nó thực sự không biết được, hiểu không? Một cái nữa là học trên trường nó là một vấn đề, và vô làm thực hành nó là một cái vấn đề, nó hai cái lĩnh vực là khác nhau. Và là mình học trên trường là mình có cái kiến thức căn bản thôi đó, còn ví dụ ra ra ngoài đời ở trường á, những cái trường nào mà nó xịn á, giống như cái thời mà của mình á, là cái thời của mình là mình học là năm 2004 á, thì hồi đó là còn mấy cái tivi mà trắng đen, mấy tivi trắng đen là mấy bạn hiểu rồi, sửa mấy cái tivi trắng đen đó đó. Còn hồi đó học bên tin học là cái máy mà quay máy Win 95, mà kiểu như là thực hành, mà kiểu như là một buổi một nhóm là 10 người mà cài Win 95, thì mấy bạn buổi sáng một buổi mà cài Win 95 thì mấy bạn là cài được bao nhiêu người, đâu phải giống như bây giờ là cài Win bằng bông gót, họ bị hôm là cứ bỏ đĩa CD vô cài đó. Nói chung là sau này ra trường thì mới học về cái vấn đề mà mạng máy tính, học gọi là học lỏm thôi chứ cũng chả có ai mà chỉ đâu thiệt. Học lỏm trên Google, trên YouTube rồi sau này mình ra mình trải nghiệm mình làm chứ còn ví dụ như là cái kiểu mà mấy bạn nhà mấy bạn mà có điều kiện mấy bạn đi học tới nóc luôn thì nó là một cái vấn đề khác rồi. Còn cái những người mà giống như mình này, bây giờ là gia đình mà cho đi học trung cấp là học xong trung cấp 2 năm rưỡi là cái như là hồi đó mình học cái dạng gọi là cũng gọi là có học bổng tính liên thông lên học cao đẳng với đại học luôn, nhưng mà sao, nhưng mà cuối cùng là gia đình không có điều kiện, rồi cuối cùng là thôi bây giờ là phải ra đời thôi chứ sao vậy, chứ mình cũng đâu phải dạng gọi là dốt đâu nha, nên là mình chia sẻ một cái vấn đề gọi là ngoài lề cho mấy bạn trải nghiệm của mình đó. Nên là bây giờ mình làm cái gì nó cũng vậy. Mấy bạn nào mà làm bên máy tính này á, làm bên mạng máy tính á, tốt nhất mấy bạn sắm cho mình một cái laptop ha, một cái laptop hoặc là máy bàn cũng được. Nói chung là mình chứ cái kiểu mà cầm giống như cầm cái điện thoại mà sửa 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 mạng, sửa camera, sửa switch này, mà cầm cái điện thoại làm sao kiểm tra được cái bọt, phải có máy tính cắm vô máy tính kiểm tra cái bọt này nó còn nên hay hư. Ví dụ nhiều lúc nó có nguồn nhưng mà ví dụ như là nó truyền cái data nó truyền không được thì làm sao,
có nhiều ông hỏi tôi cài cài wifi, cài modem wifi, thấy mấy thằng kỹ thuật nhà mạng nó cài qua điện thoại, hỏi tôi cài qua điện thoại nó cài cài được, nhưng mà có nhiều pha nó cũng phải dùng máy tính chứ không phải cài bằng điện thoại được. Cài máy thấy máy kỹ thuật nhà mạng nó cài qua điện thoại, cái đó là mấy bạn biết sao không, là cái modem của nó là nó đã cài sẵn ở nhà rồi, bây giờ nó đã cài sẵn luôn cho mấy bạn rồi, đầy dùng username password luôn rồi. Bữa nay đi lắp chỗ này có thông tin ông A B C nó ở nhà nó điền sẵn vô rồi, tới cái là nó cắm, nó kéo dây cáp quang xong rồi cắm cái bụp vô, hoặc là thằng nào làm biến không có điền sẵn, không có điền sẵn username password thì tới đó cắm dây quang, cắm nguồn vô, mở modem lên là modem nó phát wifi, là kết nối vô là cái như điền username password là chạy thôi chứ có gì đâu, nghe không, có gì đâu. Nhưng mà tốt nhất là mình làm nghề lâu năm là tốt nhất là mấy bạn nên sắm máy tính, ok. Còn cái kiểu mà không sắm máy tính mà cầm điện thoại nói là cái như là nói tôi không cần máy tính, tôi cài bằng điện thoại cũng ầm ầm. Nó thật sự cái điện thoại nó có hạn chế lắm chứ không phải là, còn máy tính là nó mới full và mình kiểm tra được nó hết, đúng không? Rồi, kết thúc video đây. Nếu các bạn thấy video của mình có ích thì nhấn nút đăng ký kênh, like, share video giùm mình ha.